Tại tỉnh Quảng Nam thì siêu bão Noru đổ bộ đã gây thiệt hại nặng nề đến khu vực phố cổ Hội An, khiến cho nhiều cây cối đổ khắp các tuyến đường, trong đó một số tuyến đường ngập nặng như là Bạch Đằng, Hai Bà Trưng và Trần Hưng Đạo. Vào lúc 6 giờ sáng nay thì đô thị cổ Hội An vẫn có mưa lớn kèm theo gió mạnh, nhiều cây xanh đã bị gió quật gãy trong đêm. Tại khu vực cầu An Hội, đường Bạch Đằng ngập sâu do nước sông Thu Bồn dâng cao nửa bánh xe, một số người dân phải kéo thuyền xuống đi di chuyển. Tại khu vực phố cổ thì cây đổ khắp các tuyến đường, trong đó một số tuyến đường ngập nặng phải kể đến như Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo. Tại đường Hai Bà Trưng rất khó có thể nhận biết được khu vực bờ sông Thu Bồn với vỉa hè khi mà nước sông tại đây, quý vị có thể thấy trên màn hình, đã dâng cao tràn qua mặt đường Hai Bà Trưng khoảng 0,4m. Do mưa lớn, một số tuyến đường khác trong thành phố cũng đã ngập cục bộ, nước thì ngang bánh xe. Hiện người dân nơi đây đang bắt đầu dọn dẹp những thiệt hại mà bão Noru để lại. Nhiều người dân địa phương chia sẻ đây là cơn bão mạnh nhất từng quét qua khu vực này trong vòng hơn 20 năm qua.